Alright, gia đình bác Tám bắt đầu chuyến kêu bằng gì? Hiking ở Zion, nó kêu là Zion mà. Đẹp quá, đồi núi rất là mát. Hôm nay là mùa hè ở mặc dù Las Vegas rất là nóng, nhưng ngược lại ở đây rất là mát. Rất là mát, sáng sớm rất là mát, rồi cảnh núi là hùng vĩ quá. Rất đông, chỉ có một cái problem kiếm parking rất là khó. Đi vô đây là phải đi xuyên sớm thì mới có parking. Đầu vô đi xe bus, nó có chiếc xe bus. Nó có chiếc xe bus chở mình đi vòng. Đi bộ, đây là người ta đi bộ nè. Nhớ đi chiếc bus nào tụi con phải nhớ nha, không phải đi ra ngoài đâu. Gia đình bắt tám xếp hàng để lên xe bus.